Chị nghĩ là Hùng mới gọi tới đây để làm gì? Thằng này nó rất là ma mạnh, cho nên nó làm như vậy á là để giằn mặt thôi. Nó không vừa đâu, mình phải cẩn thận. Đúng rồi, đi, chạy lên. Mày nói cho tao biết, tại sao lại như vậy? Thằng chó này nè, ăn nhậu cho cố vô rồi khoe khoang nói là ngày mai đi giao hàng cho đại ca Trương Hùng. Mấy thằng kia ăn không được phá cho hôi, bảo con mang bố ráp. Mẹ mày chạy chậm như chịch vậy đó, mày đặt để lòi đuôi để con mang bám theo, cuối cùng phải bỏ hàng giữ mạng thôi. Ơi nè, ơi, vậy là mấy ông kêu tôi ra đây để xử hả? Tôi liều mạng vì mấy ông biết bao nhiêu lần, kiếm cho mấy ông biết bao nhiêu thằng đệ tử giỏi, bây giờ mấy ông đối xử với tôi như vậy hả? Nhưng ông Hùng không muốn sơ suất, kêu ông tự làm đi. Mày dặn nói cho cẩn thận. Ông Hùng chỉ có giỏi hăm dọa bắn giết thôi, kêu ông làm như tôi có ông có giỏi như tôi không? Mày làm gì đến độ bị xử vậy hả Minh Dế? Nhát dao này là để cảnh cáo cái tội nói nhiều của mày đó. Mày thích chửi lắm hả? Mày chửi riết đại ngay mày bỏ đi hết, để coi còn thằng nào gọi mày là đại ca. Khoan, ủa vậy à, nhát dao này chỉ để cảnh cáo tôi thôi đó hả? Đúng vậy. Mình về. Tôi biết lỗi rồi. Tôi biết lỗi rồi. Dạ em mời anh. Cảm ơn. Làm gì giật mình ghê vậy? Không có gì. Tại sao mày theo dõi ông Vịnh? Tại sao mày không nghĩ là tao chở bà qua tới đây? Cho ly đen đá em ơi. Sao mày biết tao ở đây? Không có gì qua mắt được đàn em của ông Lâm. Mà mày yên tâm đi, tụi nó là tay trong của tao, cho nên mấy ông không biết gì đâu. Mày biết ai Lý kêu tao theo dõi bà qua? Người nhà mà không tin nhau. Tao cũng không biết, tao chỉ thấy hai mẹ con này suốt ngày cứ rủ chè cờ bạc. Được cái thằng con nó có hiếu lắm. Sao mày biết? Nó nổi tiếng là cái gì cũng không được, trừ cái là nó thương má nó. Nếu nó biết thương má nó đó, thì nó không để má nó phải mòn mỏi đợi chờ lo lắng như vậy. Đâu có ai hoàn hảo đâu mày ơi. Bên mấy ổng làm ăn sao rồi? Tao cũng như mày thôi, biết ức giáp con mẹ gì đâu.
mấy đứa phản trắc bị khử hết rồi đó. Đúng rồi, nghe nói là ông Phơn, ông Thắng với lại tụi con Lam Dồ bị xử hết rồi. Ngay cả đứa con nhỏ của nó cũng không tha nữa. Ê, mày nghĩ khi nào ông Hùng mới ra mặt? Tao không biết nữa. Tao nghĩ sắp có chuyện lớn trong nhà họ Trương rồi đây. Tối nay mày rảnh không? Để với tao họp với anh A Lý. Có họp nữa hả? Được rồi, cũng đã lâu tao chưa gặp A Lý. Gì mà mắc cỡ? Cái biệt danh của mày xuất phát từ đó mà ra đúng không? Mẹ nó, bữa đó xỉn quá, biết gì đâu. Mà mày có tính cưới như Kiều làm vợ không? Mày điên hả? Trai tứ chiến, gái giang hồ, sáp vô đẻ ra thằng giang hồ con hả? Tao nói thật đó, tao chưa bao giờ nghĩ con Kiều nó nghiêm túc với ai. Thật là tội nghiệp. Tội nghiệp mày hả? Nhưng mà với tao á, tao nghĩ là Kiều thương tao thật. Hồi đó tao cũng nghĩ vậy á, mà tùy mày thôi. Dương Nhạc, Dương Nhạc, xin lỗi mọi người, chương trình ăn chơi của chúng ta tối nay tạm ngưng tại đây. Và bây giờ chúng ta sẽ tới tiết mục chính. Bắt đầu. Quỷ, nghe rõ không? Chưa. Trật tự, xin giới thiệu, đây là A Hải, gọi điện từ Hồng Kông về. Ủa, không phải là A Lý sao? Không, nghe nói A Lý có một người anh song sinh. Mày có nghe nói tới vụ song sinh này không? Có, nhưng mà mấy ổng ít xuất hiện lắm. Ủa, hôm nay là sự kiện gì mà ổng xuất hiện vậy? Hôm nay tao muốn thông báo một tin rất là quan trọng. Đó là đại ca vừa sáng chế ra một loại thuốc mới, tên là Angel, là bắt nối được với thị trường bên ngoài. Liều quan trọng là nguồn cung và lượng vận chuyển trong nước phải liều lặn thì bên này mới vững vàng được. Và lấy lòng viên tinh thần anh em, đại ca hứa sẽ thưởng thêm cho mỗi lứa một tháng lương. Và hôm nay lứa làm có mặt tại đây sẽ lực thưởng thêm một suất massage tại khách sạn Thiên Hà chơi tới bến luôn. Kêu thằng A Lý gọi liền nói chuyện với tao một chút. Để giữ đúng lời hứa, tối nay mọi người sẽ được ăn chơi tới sáng. Bên đó mới gia nhập bên này thôi, tụi bay cứ qua đó ăn chơi, nhưng tuyệt đối không được quậy phá. Đứa nào quậy phá tao sẽ bắn mỏ, biết chưa? Trở nhạc lên, chạy tiếp đi. Về sớm vậy? Ừ, về gom đồ chuẩn bị mai đi biên giới gom hàng. Thật là tội nghiệp mày quá đi. Mày làm như mày ngon lắm vậy. Mày ở đây coi chừng trâu bò hút nhau mấy thằng ruồi mũi dính đạn đó nha. Mà nè, A Hải bên nước ngoài làm gì vậy? Hỏi làm cái quái gì? Tùy thôi, không muốn trả lời thì thôi. Mà trước sau gì tao cũng biết à. A Hải rửa tiền dùm cho ông Hùng ở nước ngoài. Thị trường bên đó có giá hời hơn thị trường bên mình. Phải rồi, trong nước mình trồng giá gốc mà. Ông Hùng tin ông Hải lắm. Ông Hải giống như là quản lý điều hành dùm cho ông Hùng bên nước ngoài vậy. Đa tạ, mai đi bảo trọng.
Cảm ơn. Tao mà không gấp tao rủ mày đi nhậu. Làm gì đứng như người mất hồn vậy cha? Sao bà đi du lịch gấp gáp như vậy? Tự dưng nổi hứng thì đi du lịch thôi. Bộ tôi cần phải báo để xin cậu xếp lịch trước 2-3 ngày à? Tôi không có ý đó. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Có chuyện gì xảy ra sao? Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng không dính dáng gì tới cậu. Đừng có lo chuyện bò trắng răng. Mẹ tôi yêu cầu sao á thì ông làm vậy đi. Ông thắc mắc nhiều quá. Chìa khóa này mẹ. Anh đã quyết rồi mà còn do dự gì nữa vậy? Anh là sợ khó xử hả? Có gì đâu mà khó xử. Thì anh nói là hợp gia đình thôi. Với lại anh cũng phải giải quyết cái uẩn khúc mấy chục năm nay của anh đi. Anh còn do dự cái gì nữa? Bây giờ ai cũng biết là ông Hùng cấu kết với thằng Cường Sói, làm bể chuyến hàng lần trước mà cha đột quỵ đó. Vậy thì bây giờ mọi người đang cần hắn thú tội. Vậy thôi. Nếu như nó không nhận thì đó chỉ là lời đồn. Tao không lo mấy chuyện đó. Tao chỉ lo là sau cái vụ này rồi, không biết tình cảm anh em mình có được như vậy nữa hay không. Mời vào. Chào Interpol. Dạ chào anh. Mời cô ngồi. Cảm ơn anh. Hôm nay chắc là muốn chỉ giáo. Có đúng không cô Tu Quý Mai Lâm? Cánh tay của anh sao rồi? Cũng đỡ rồi. Khác với mấy hôm trước nằm ở bệnh viện. Thiệt là bực bội mà.
Dù gì thì tôi cũng chúc mừng anh đã lập được công lớn. Vào thẳng vấn đề đi, bên cô có thông tin gì mới hả? Ừ. Nguồn tin riêng của chúng tôi cho biết, vào ngày mai Trương Hùng sẽ có mặt ở nhà thờ dòng họ để giải quyết chuyện gia đình. Chúng ta phải tổ chức truy bắt cho bằng được hắn. Nhanh lên các đồng chí. Nè nè nè, cậu kiếm cái quán nào mà ghé lại ăn sáng đi. Đi suốt đêm rồi mệt quá. Mẹ. Ừ? Mẹ nghĩ là ông Hùng ổng có về không? Ủa, ông Hùng về Việt Nam hả? Đương nhiên là phải về thôi. Chuyện gia đình lớn như vậy mà không về sao được. Ừ, cũng đúng. Nếu như mà ổng không về, người ta sẽ nói là ổng có tật giật mình. Thì sau này ổng làm sao mà điều binh khiển tướng được, đúng mẹ? Thì đúng vậy. Bởi vậy cho nên thằng Vĩnh nó mới nói, nếu như nó không về thì ba anh em này sẽ tách nhau ra làm ăn, thử coi ai bị tổn thất cho biết. Ừ. Con nghĩ dù thị trường nước ngoài có màu mỡ như thế nào thì ở Việt Nam này mới là vùng đất chính của ông Hùng. Giỏi. Bởi vậy cho nên thằng Vĩnh nó nói á, nó sẽ nghiên cứu để cho con một cái chân quản lý nào đó. Thôi mẹ ơi, con không ham vậy đâu. Thuyền lớn thì sóng sẽ to thôi, con chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi. Con nói vậy sao được? Đàn ông lớn rồi thì phải có sự nghiệp riêng chứ con. Chẳng lẽ con cứ níu áo bà già này hoài để mà ngửa tay xin cái đồng tiền nhục nhã của tụi nó sao? Ừ, mà thôi con cũng không muốn làm dính dáng tới mấy cái chuyện đó đâu mẹ ơi. Con đói bụng quá, mình kiếm gì mà ăn trước đi. Cô quán đây rồi. Hai người vô trước đi, tôi chỉ có đồng xe. Ok. Tôi... chắc chắn là chiếc xe này. Bà Lâm, theo nguồn tin của cô, chắc chắn là tên Trương Hùng xuất hiện ở đây phải không? Phải, và tôi chắc chắn hắn đang ngồi trong chiếc xe này. Mới nãy anh có thấy cảnh sát giao thông hạn chế lưu thông qua đây không? Thế chứ sao không thấy? Tôi đang thắc mắc đấy. Tâm trạng như vậy mà tụi bay còn để chuyện xung quanh được sao? Làm gì thì cũng đừng tạo áp lực cho mình quá. Đúng rồi. Nè, đó là cái bẫy của em giăng ra đó. Cái gì? Không có tên nào thoát được đâu. Ngay cả bốn tên đầu đỏ cũng nát như tương. Đừng có chủ quan, để rồi coi. Báo cáo, mục tiêu đã vào vị trí, các đơn vị chú ý. Xin chị Thiên mới. Anh à,
Nếu như mà để hắn vào trong nhà thì mình không thể nào bắt hắn được. Bởi vì trong nhà có rất là nhiều lối thoát, và đồng bọn của hắn thì đông đúc, lộn xộn lắm. Thượng tá Lê Mạnh, anh phải bắn hắn, nếu không thì không còn cơ hội nào nữa đâu. Mục tiêu trong tầm ngắm, đang chờ lệnh, hết. Kế hoạch thay đổi, tất cả giữ yên vị trí. Mục tiêu đang di chuyển, xin chỉ thị khẩn. Không thể nào, không lẽ Trường Hùng không tới mà mọi chuyện êm xuôi như vậy sao? Hủy bỏ chiến dịch, mọi người rút lui một cách yên thấm. Rõ. Tất cả vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Em ngồi đi. Dạ. Ông Hùng đâu? Tại sao đưa con khỉ này vô nhà? Ê, thằng này là ai vậy? Tôi cũng không được biết trước. Khi tôi ra sân bay lón ông Hùng thì gặp lượt ông Lầy. Lầy là danh nhân chí tài và vợ của ổng, bà Diệu Hồng. Doanh nhân hả? Ừ. Có lẽ mọi người ngạc nhiên lắm. Xin lỗi các anh. Thú thật, ông Hùng nói tôi về nước lần này là để hợp với các anh. Mày biết cái gì mà xí cho chuyện gia đình tao? Tại các anh không biết đó thôi. Chứ ông Trương Hùng nợ anh Chí Tài đây mấy cái mạng lận. Em nói đúng, rất là đúng. Nè, đây là chỗ đàn ông nói chuyện, không tới lượt đàn bà xí vô đâu ha. Không, đây là người phụ nữ được tôi trân trọng nhất, tại sao không được quyền nói chứ? Em cứ nói đi. Tôi nghĩ là hôm nay sẽ có lời nhắn của ông Trương Hùng đến với mọi người trong buổi họp ngày hôm nay. Đúng. Ông Trương Hùng nhờ tôi nói với mấy anh rằng cha của mấy anh vì quốc ức, vì giận ông Vĩnh mà chết. Bây giờ mấy anh muốn gì? Tôi muốn biết có phải là ngày xưa thằng Hùng đã cấu kết với thằng Cường Sói cướp hàng của tôi, làm mà tôi giận chết hay không? Về chuyện này thì tôi có thể khẳng định với anh, không có chuyện đó. Ông là thằng nào? Lấy cái tư cách gì mà khẳng định hả? Lấy tư cách là anh em song sinh với ông Trương Hùng. Song sinh? Ừ. Đó. Đúng. Ông Trương Hùng coi tôi như là anh em song sinh. Ông sẽ chết nếu như không có tôi. Lấy cái gì để tôi tin ông đây? Tôi sẽ thay mặt ông Hùng giải quyết tất cả mọi chuyện ở đây. Rồi mấy ông xem, những gì tôi giải quyết có đúng với ông Hùng giải quyết hay không. Tạm thời cứ cho là như vậy đi. Nhưng ông thử nói tiếp cho tôi nghe, tại sao ông dám khẳng định rằng là ông Hùng với thằng Cường Sói không liên quan gì đến nhau? Hiện nay đội đỏ đang thanh trừng băng nhóm của Cường Sói. Điều đó có nói được gì không? Buổi họp ngày hôm nay không có gì nặng nề, cũng không muốn làm sức mẻ tình cảm anh em. Mục đích chính của buổi họp ngày hôm nay là chúng ta phải tìm cho ra tại sao nội bộ chúng ta lại chia rẽ. Ai là người làm ra chuyện đó, và họ làm ra chuyện đó với mục đích gì? Có lẽ là tôi hồ đồ thôi. Không, anh không hồ đồ, mà tại vì bọn chúng quá xảo quyệt. Chúng đánh trúng vào điểm yếu của anh, là anh quá thương cha anh. Anh không có lỗi gì hết. A Liên. Dạ. Lo chuyện bà Trương qua đi. Nè, dù gì cũng là người trong nhà, làm gì á cũng không được mạnh tay. Ông Vĩnh à, điểm yếu của ông là sống quá tình cảm. A Liên.
Tụi tôi đi nha. Đi. Chuẩn bị xe. Không ngờ sau bao năm xa cách quê hương, bây giờ trở về anh lại có cảm giác làm chủ tất cả. Hoàn hảo, tụi nó không hề nhận ra anh chính là Trương Hùng. Không thể như vậy được. Tại sao lại không thể chứ? Chúc mừng cô Interpol. Chút nữa cô làm hỏng kế hoạch chiến dịch của chúng tôi theo dõi mấy năm trời. Cô may lắm mà. Trí Tài là một doanh nhân Việt Kiều, sinh tại Kiên Giang, đi vượt biên năm 1983. Hồ sơ nước ngoài của ông ta không có gì đặc biệt, với một cuộc sống rất là bình thường, cho tới khi ông ta phát hiện mình bị ung thư và phải vào viện vào năm 2005. Sau khi được gia đình xin phép bệnh viện đưa về nhà điều trị, thì ông đã rời Mỹ về Singapore. Tại đây, ông đã được hưởng di chúc từ một ông bác xa, vốn là một tỷ phú giàu mỏ. Nhân thân của nhân vật này rất bất thường. Bởi sau khi hưởng di chúc xong, hắn biến thành một người khác, trở thành một người có máu mặt đầu tư trong bất động sản, nhiều ngành công nghiệp, xin lợi nhuận nhanh chóng khác. Ông ta cũng là mạnh thường quân, chi tiền rất là bạo cho những dự án tiền tỷ, để hỗ trợ từ thiện và phục vụ cộng đồng. Cũng may là anh Mạnh cho dừng kịp lúc, nếu không thì chúng ta đã bứt dây động rừng, khiến cho đồng bọn của Trương Hùng cảnh giác hết rồi. Tất cả những thông tin mới nhất về Trương Hùng đều do Mai Lâm cung cấp. Chúng tôi cảm ơn Mai Lâm nhiều lắm. Bây giờ Trí Tài xuất hiện trong đường dây của Trương Hùng với tư cách gì, để làm gì? Chúng ta cần phải theo dõi thêm. Chắc trong thời gian gần đây sẽ không cần làm thêm một đợt bố ráp nào nữa. Cuộc họp tới đây kết thúc. Cảm ơn các đồng chí. Tôi có chuyện muốn hỏi. Chuyện gì? Lúc anh ra lệnh ngưng hành động, tôi có thấy anh đọc tin nhắn. Không liên quan đến cô. Không lẽ anh cũng có người làm nội gián trong hàng ngũ của Trương Hùng hả? Chẳng lẽ chỉ có Interpol mới có đủ tài trí cài người vô băng đảng đó sao? Em đụng độ với cô ta một lần rồi, không ngờ cô ta là cảnh sát quốc tế. Đứng lại! Lê Chí Kiệt, anh đã bị bắt. Wow, xe Audi này đẹp quá ha. Xe của anh hả? Không phải. Nè, nhiều khi sở hữu mấy xe đẹp này cũng phiền lắm đó. Tay của anh sao rồi? Khi nào thì tháo băng? Khoảng vài tuần nữa. Lớn tuổi rồi, xương nó cũng giòn. Bọn giang hồ con bây giờ nó cũng bạc mạng lắm. Hẹn gì mấy tuần trước em liên lạc với anh mà không được. Anh nằm viện cũng mấy tuần rồi, mất liên lạc với nhiều người lắm. Nhờ anh em mới khôi phục lại số, làm sim mới cũng được mấy ngày thôi. Hóa ra bên Interpol cũng cạnh tranh với mình hả? Thông tin bên đó có vẻ không chính xác. Anh tin là bên đó cũng có nội gián. Nếu như cậu lần ra được thì cũng nên hợp tác. Làm như vậy sẽ bớt được phần nguy hiểm cho bản thân mình hơn.
Em làm gì độc lập quen rồi, với lại vào trong đó thân thiết với ai là sẽ bị để ý liền. Tai mắt của tụi nó trải rộng lắm. Ừ, tùy cậu ứng biến. Hướng tiếp theo cậu tính sẽ làm gì? Em nghĩ tụi nó sẽ xử lý bà Hoa đó. Đúng là bọn xã hội đen, bà con máu mủ cũng xem như người dân nước lạ vậy. Con rất là thương bà Hoa. Làm trước tâu sau, tùy cơ mà ứng biến. Anh lại đưa em vào cái thế một cổ ba trọng rồi đó. Vì mày giỏi, cố lên, chắc chắn sau này mày sẽ có tương lai. Em sẽ không làm cho anh thất vọng đâu. Con mới cắn một con chó mẹ ơi. Chạy luôn đi. Để con xuống coi nó làm sao đã. Nó chết rồi thì kệ nó đi. Con coi để làm gì, lỡ tụi kia nó phát giác nó đuổi theo kịp rồi làm sao. Mẹ đang nắm giữ bí mật động trời của thằng Trương Hùng, thế nào nó cũng thủ tiêu mẹ con mình đó. Con xuống, con đi tiểu nha mẹ. Long, mày muốn trốn hả? Quay đi. Nè, mày tao bắn nát đầu mày không? Đừng có bắn nó, hãy bắn tôi đi nè. Tôi già rồi, tôi không sống để làm gì đâu. Tất cả là do tôi chủ mưu, nó không có dính dáng gì hết. Mày làm cái gì vậy? Mày tránh ra đi. Ông kia, tôi giang ông. Kìa con, ông muốn bắn muốn giết á, thì bắn tôi đi. Ông về ông nói với ông Hùng là mẹ tôi đã trốn thoát. Hãy tha cho mẹ tôi một con đường sống đi ông Kiệt. Con phải sống. Tao giang mày. Mày hãy tha cho nó, hãy để cho nó đi. Không, ông bắn tôi đi, ông giết tôi nè. Đừng đụng tới mẹ tôi, ông bắn tôi đi, ông giết tôi đi, ông bắn tôi đi, ông kệ. Mày hả? Con. Tưởng tao không dám bắn mày hả? Tao đuổi mày từ nãy giờ. Mẹ, đừng có thách tao. Nếu biết trước như vậy thì đừng có làm. Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ yêu cầu công lý thôi mà. Tại vì cái thằng Hùng á, nó không phải là con ruột của ông Trương. Ông bắn gì ông bắn đi, đừng có kể cả lên giọng với mẹ tôi. Mày đừng có thách tao. Bắn đi. Con. Như vậy thì nếu như bữa nay mẹ có chết, mẹ cũng thật hạnh phúc. Bởi vì mẹ được sống trong tình yêu thương của con. Mẹ thương con nhất trên đời. Còn con, con cũng không có uổng phí cuộc đời này. Khi con đừng làm con của mẹ. Hai người đã đóng phim đó hả? Hả? Sến như con hến. Sến cái gì? Ông là một trẻ mồ côi thì làm sao mà ông có thể hiểu hết được tình cảm thiêng liêng mày này được? Đúng vậy. Chỉ có những người mẹ không gốp phân của con và được thức ngủ cùng con mới hiểu được tình cảm thiêng liêng như vậy. Hai người làm ơn đứng dậy đi. Tôi nói đứng dậy. Đứng dậy mẹ. Tính trốn vào Campuchia hả? Sao không biết? Nhìn là biết rồi. Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ trở lại. Bởi vì tất cả của cải tôi đã dơ vét hết rồi. Thật tình, tôi cũng không muốn bắn hai người đâu.
Tôi biết ông là người tốt mà ông kia. Tao không cần mày phải khen. Ông tha cho mẹ con tôi à? Hai mẹ con bà mau đi đi. Nhưng tuyệt đối đừng có nói tôi dính dáng tới vụ này. Nếu không tôi bị xử đó. Dạ dạ dạ. Cứ coi như là xe tôi chạy nhanh quá rồi ông đuổi theo không kịp. Dạ dạ dạ. Xin cảm ơn ông. Chào ông. Đi con. Ông bảo trọng. Tao biết mà. Thế nào mày cũng không lỡ bóp cò. Tại sao anh không nghĩ là em không đuổi kịp hai mẹ con nhà đó? Mày là thằng máu liên mà kìa. Chuyện gì mày cũng dám làm hết. Mà hễ mày làm là lượt. Chuyện gì mà mày không muốn thì dù trời có sập xuống cũng phải bắt mày làm lượt. Chuyện đã như vậy rồi, anh muốn xử em ra sao? Tùy anh. Tưởng tao không dám bắn mày hả? Mày lỗi thiệt với tao coi. Tụi nó trốn đi lâu. Đi Cam. Mày nói cái gì? Mày thả tụi nó qua Cam à? Em nghĩ hai mẹ con nhà đó có ăn hết gan hầm ở Việt Nam cũng không dám quay trở về. Mày thả tụi nó vì lý do gì? Thì đã nhổ được cái gai trong mắt ông Hùng, và cũng không bị anh em chửi rủa là máu lạnh. Bởi vì ngay cả họ hàng mà cũng truy sát. Hay. Hay. Mày quá là một thằng thông minh. Chó ngáp phải ruồi thôi anh ơi. Chuyện mày thả bá ngày hôm nay chắc chắn sẽ có lợi về sau. Ý của anh là sao? Thứ nhất là mày đã nhổ được cái gai trong mắt của ông Hùng, và để ông khỏi mang tiếng là giết người trong họ hàng. Thì em đã nói rồi mà. Thứ hai, như vậy là mối nghi ngờ của anh em Lâm Vĩnh Hào sẽ bị tiêu tan. Vì cái việc mà bà bỏ trốn đồng nghĩa với cái việc bà nói dối về việc câu kết với Cường Sói. Anh à, nhưng mà theo em thấy thì việc ông Hùng cấu kết với Cường Sói hại Trương Vĩnh ngày xưa là có thật. Ôi, chuyện của mày trên thì mày quan tâm làm cái gì? Thôi được rồi, bây giờ mày trở về quán ba của thằng Lâm làm việc tiếp ly, mọi chuyện sẽ tính sau. Dạ. Đợt này ta sẽ báo với ông Tài để ông thưởng cho mày. Cảm ơn anh đã hiểu em. Em đi đây. Còn chuyện gì nữa? Xin lỗi anh. Mời chị. Dạ. Mời chị. Dạ, chúc mừng. Chúc mừng chị. Chào. Cảm ơn em. Chào. Dạ. Cảm ơn. Chào ông, tôi là Thu Thủy, là phóng viên của báo Thế Giới Xanh. Tôi có thể phỏng vấn ông được không ạ? Dạ thưa anh, em là Bạch Tuyết, phóng viên online của báo doanh nghiệp.
Em xin hỏi ông một vài câu có được không ạ? Dạ chào ông, tôi là Thu, biên tập viên của tờ báo Thành Danh, tờ báo ăn khách nhất hiện nay. Có thể cho tôi phỏng vấn thêm ông vài câu để ngày mai tôi đăng bài được không ạ? Hân hạnh cho tôi quá. Hôm nay tôi được gặp Thế Giới Xanh, doanh nghiệp. Dạ, Thành Danh. Thành Danh. Tôi đi rồi, mời ba cô vô văn phòng của tôi ngồi đợi nha. Tôi sẽ trả lời phỏng vấn ở đó. Các cô ngại, không lẽ muốn tôi trả lời phỏng vấn ngoài đường sao? Dạ, không phải vậy. Xin lỗi, tôi đang bận. Chào anh, chào tất cả mọi người. Cố gắng làm việc nha. Hy vọng là công ty sẽ phát triển thật tốt. Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Anh có nghĩ bỏ qua làm mọi chuyện chỉ để muốn lừa gạt anh em mình không? Không biết, nhưng ít ra cũng phải nhắn lại một tiếng. Theo lẽ thường á thì phải ba mặt một lời. Có tụi mình rồi á thì bà đâu có sợ thằng Hùng nữa. Trời ơi, thôi thôi thôi, còn bàn cái gì nữa. Bây giờ bà cũng chạy mất dép rồi còn đâu. Điều tôi lo ngại bây giờ đó chính là ông Trí Tài. Tao nghĩ thằng Hùng nó cử Trí Tài qua đây để theo dõi tụi mình. Vấn đề theo dõi thì tôi không ngại. Thằng Trí Tài hình như nó muốn làm trùm anh em của tụi mình. Nè, hai ông có thấy thằng này nó lạ lạ làm sao không? Lạ gì? Tôi thấy nó có vấn đề. Nó sao á? Đúng vậy, nó rất là lạ, nhất là cách biểu hiện. Tao chưa hiểu. Trời ơi, vậy mà ông hiểu hả? Ông nhìn đi, cách nói chuyện, cử chỉ, xưng hô đều giống ông Hùng ngoài đời hết á. Cái suy nghĩ, cái diễn tả, đặc biệt là ánh mắt khi nó nhìn ông, giống như là nó thân quen với ông từ rất lâu rồi thì phải. Tụi bay không nhớ, vợ nó từng nói thằng Hùng kêu Trí Tài là anh em song sinh à. Là sao? Có nghĩa là giữa Trí Tài và thằng Hùng có nhiều điểm chung, cùng giàu sinh ra tử. Cũng có thể thằng Trí Tài từng làm hình nhân đỡ đạn cho thằng Hùng, hoặc còn nhiều điều gì đó khác thường, cho nên tụi nó giống nhau. Có vậy thôi hả? Có vậy mà đem hết chuyện tình thù ở trong nhà như thế nào kể hết cho ta nghe vậy đó hả? Dù gì á thì ông Hùng cũng đâu có ưa gì anh em tụi mình, đúng không? Vậy ra nó xem trọng người ngoài hơn tình thâm trong gia đình à? Vì nó là thằng con riêng, bị ba mình xa lánh nên giờ nó làm vậy thôi. Thôi được rồi, để ngày mai ở cuộc họp coi ông Hùng sẽ nói gì. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thông tin được quan tâm nhiều nhất trong tuần này là doanh nhân Việt Kiều Trí Tài tiếp tục khẳng định vị trí của mình trong top 10 người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Nè, theo bản vẽ thì anh phải cho chỗ đó ra chút xíu nữa. Tập đoàn của ông Trí Tài đã đạt được con số doanh thu khổng lồ từ ngành kinh doanh bất động sản và nhiều ngành công nghiệp khác ở nước ngoài. Việc về nước kinh doanh lần này của ông Trí Tài là màn mở đầu cho một xu hướng kinh doanh mới của các doanh nhân Việt Kiều. Dạ, xin mời ông có đôi lời phát biểu ạ. Tôi tin là với chính sách mới của chính phủ nhằm khuyến khích đầu tư cho doanh nhân Việt Kiều thì đất nước của chúng ta sẽ ngày càng thu hút được nhiều đầu tư hơn. Không ngờ Trương chứ Hùng không riêng gì giờ lại trở thành một doanh nhân Trí Tài thành đạt. Bởi vì không đâu đẹp bằng quê hương của mình. Không đâu bằng quê hương mình. Không đâu bằng quê hương mình. Dạo này anh ăn nói dẻo miệng ghê ha. Thì gần mực thì đen, gần em thì dẻo miệng. Chỉ được cái mồm mép à? Sao rồi, kế hoạch dự án gì vậy? Một chương trình chăm sóc người già neo đơn. Một cái á, xây cầu cho trẻ vùng cao để đi học khỏi bị té suối. Mà mắc cười lắm anh, xin 200 triệu chỉ để xây cái cầu khỉ có 5 triệu thôi à. Rồi số tiền dư đi đâu? Họ nói để quan hệ các cấp gì đó. Sao? Nó lọt vào túi mấy đứa xin tài trợ chứ đâu. Thôi kệ tụi nó, điều quan trọng là mình được lên bao nhiêu báo.
Vậy thì em cứ đưa bút vô ký đại đi, cứng nhắc làm gì. Nói vậy sao được, làm để lấy danh tiếng, em đâu có làm ẩu tả được. Còn mấy vụ án phi lợi nhuận em tính sao? Chỉ là cái vỏ bọc để rửa sạch tiền của anh thôi. Thì biết là vậy rồi, nhưng mà em phải nói cụ thể là em làm cái gì. Thì để A Hải chuyển tiền từ nước ngoài vào tài trợ, sau đó mình ở đây nhận tiền làm từ thiện, rồi mua bán hàng hóa này nọ từ nước ngoài. Toàn công ty mình, vốn vẫn hoàn vốn, có lọt ra ngoài đó mà lo. Chỉ có em mới nghĩ ra những chiêu vậy thôi. Anh là người trong cuộc mà anh còn lùng bùng không hiểu gì hết, huống chi mấy ông cảnh sát kinh tế. Em thách tụi nó. Anh anh có công nhận mấy cái chiêu của em hiệu quả ghê không? Chẳng những hiệu quả mà còn bái phục nữa. Em cứ như là Khổng Minh với các lượng tái thế hiện ra đây giúp anh vậy. Anh dạo này anh hoàn toàn khỏe mạnh chưa? Như lúc trái gió trở trời cũng đau nhức lắm. Phẫu thuật thay đổi cả gương mặt kiểu gì cũng phải có biến chứng mà. Sao vậy? Em thấy gì hả? Anh bị gì hả? Ngồi im để em coi. Trời ơi, tóc muối tiêu, càng ngắm càng yêu à. Em đó, muốn chết hả? Sắp tới mình có dự án gì không hả chị? Ôi, chào em. Trời ơi, chị ái mộ em lắm, hôm nay em đẹp quá à. Dạ, em cảm ơn chị. Cho chị lên món luôn nha em. Dạ. Cảm ơn em. Mấy anh mấy chị ngồi đi. Dạ. Hôm nay mấy anh chị dùng gì em sẽ mời hết. Wow, chị sợp quá nha. Lúc này chị lên hàng đại gia luôn ta. Đây là nhà hàng 5 sao lận đó. Bộ đồ em đang mặc cũng là hàng hiệu luôn hả? Trời ơi, chị thật là tinh tế quá đi à. Chà, nhìn cái nhẫn kìa, cái hộp chắc là mắc lắm ha. 6 carat đó. Ở mẫu này Việt Nam chỉ có 2 chiếc thôi. Thiệt không đó? Nói không phải khoe chứ, chị thấy bộ đồ em đang mặc trên người nè, là của hiệu Alexander Maria. Trên thế giới chỉ có 2 cái thôi. Vậy hả? Cái còn lại ai mua? Trời ơi, thì đương nhiên là công nương Maria mặc rồi. Em anh biết không, phải ra nước ngoài đấu giá kịch liệt luôn mới mua được nó đó. Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy. Thôi, chị để cho em chụp một tấm hình đăng lên web cho mọi người chiêm ngưỡng. Chị chụp đi. Đâu có được. Bài này sẽ lên một thời trang sành điệu cuối tháng bên tôi mà. Em muốn đặt bài báo như thế nào? Hay là mình đặt sao ăn mặc như thế nào sau cơn bão hải yến tan thương ha? Nó nghe nè, mấy anh mấy chị muốn viết làm sao viết cỡ nào cũng được hết trơn á, càng nổi càng tốt. Nhưng mà phải cho sốc lên để em có cơ hội lên báo để đính chính nữa chứ. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha, đại gia nào đang đứng chống lưng cho em vậy? Trời ơi, cái ông này sao mà lú quá vậy? Bộ hồi đó tới giờ ông chưa nghe đại gia họ Trương tên là Lâm nổi tiếng nhất thành phố này hả? Vậy á hả? Và đại gia này kinh doanh ngành gì? Trời ơi, còn phải hỏi nữa hả? Ảnh á, là ông trùm của thành phố này rồi. Chị chụp sao cho thấy chiếc nhẫn của em đó nha. Xin chị cho biết dự định sắp tới của chị là gì? À, em định lấn sân sang ca sĩ. Chào chị, ông Lâm đang chờ chị ở ngoài. Ờ, à, vậy hả? Chờ chị chút xíu. À, mấy anh mấy chị cứ dùng đi nha. Hồi mới đi chút xíu mà ảnh nhớ rồi. Em nói nghe nè, mấy anh mấy chị cứ dùng thoải mái đi nha. Cứ em dùng trả tiền cho, chờ chút xíu đi nha. Đây là đâu vậy? Mấy người đó đi đâu vậy? Thả tôi ra. Quán đập nữa hả? Chị tha cho em đi chị. Tha cho em đi chị. Nghe nói cô tự hào lắm khi quen ông Lâm nhà chúng tôi mà. Không có, không có. Nếu chị là bà Lâm thì chị tha cho em đi. Không có gì hết á. Vậy quan hệ của cô với ông Lâm là như thế nào? Không có. Em với anh chỉ quen biết nói chuyện cho vui thôi à. Không có qua lại lâu dài gì đâu. Chị tha cho em đi.
Tại sao với nhà báo cô nói khác? Bây giờ nói khác. Không có, không có. Em chỉ mượn mấy bà Tám nó thổi phồng lên thôi à, chứ không có gì hết á. Không có gì hết mà. Nghề này em sống bằng vốn tự có thì đời nào mới nổi tiếng được. Em phải có người nâng đỡ, có người trợ giúp. Chứ nghề này dẫm đạp lên nhau mà sống. Em nói thiệt đó, chị phải tin em. Không phải là tôi không tin cô, nhưng cô đang làm khó chúng tôi đó. Dám đem tên họ Trương nhà chúng tôi cho báo chí bêu rếu. Chẳng qua anh Lâm là người giàu có quyền lực, cho nên anh đi cùng em đến cái sự kiện cho báo chí chụp hình PR này nọ. Chứ anh không muốn em làm gì được chứ. Theo tôi biết á, ông Lâm nhà chúng tôi không có tính khoa trương như vậy. Cho đến khi gặp cô. Cái này có phải mỗi ngày cô tỉ tê ca ngợi khiến cho ông ta quan tưởng thích khoa trương mọi thứ phải không? Không có, không có. Em thề đó chị, không có hả? Tóm lại, không cần biết bằng cách nào, tôi gia hạn cho cô trong vòng 3 ngày phải xóa hết mọi thông tin của cô với ông Lâm trên internet từ xưa đến nay. Kể cả hình cũ hả chị? Đúng vậy. Và nhắc cho cô nhớ, không được bén mảng đến gần ông Lâm. Nếu không á, cô bị cái gì chết nằm ngoài đường, tôi không biết đòi nha. Được rồi, em hứa, em hứa em sẽ làm hết. Miễn chị đừng đòi lại quần áo và tiền ảnh cho em là được rồi. Thôi được, coi như là một chút tình phí của ông Lâm tặng cô trong phút bốc đồng vậy. Chị thả em ra đi, cái gì em cũng làm hết. Thả em ra đi chị. Em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Alo. Alo. Các ông nghe rõ không? Nghe rõ. Ông Hùng đâu? Ổng không chịu xuất hiện. Chúng ta cứ vậy mà họp tiếp thôi. Vậy làm sao tụi này biết là ông Hùng đang họp với tụi này chứ? Phải đó. Lỡ ông ra lệnh này nọ rồi nói ông Hùng ra lệnh rồi sao? Nhảm không? Sau bao nhiêu năm mấy ông vẫn đang nghi như xịt, đang nghi chiều cũ, cuối cùng vẫn không làm được gì hết. Đúng là giọng thằng Hùng. Hôm nay họp ngắn gọn thôi. Trước hết, tôi muốn mấy ông không được nghe những lời đồn thất thiệt mà làm mất đi tình đoàn kết của mấy anh em. Thứ hai, mấy ông phải làm việc trực tiếp với vợ chồng Trí Tài. Nhất nhất nghe theo lệnh của Trí Tài. Xem sự xuất hiện của Trí Tài giống như là sự hiện diện của tôi. Tôi nói rất nghiêm túc, vì sự an nguy của toàn tổ chức, mấy ông phải nhất nhất nghe theo. Tình hình là Interpol cũng bắt đầu lễ ý lên tổ chức rồi đó. Vì ông Hùng đã dương lên lãng cấp mới rồi. Cho nên từ nay mấy cái cuộc họp hành Internet này rất dễ bị lễ ý. Là sao? Dương lên đẳng cấp là như thế nào? Có nghĩa là những cuộc họp như thế này, chúng ta nên gặp mặt trực tiếp, nói chuyện thẳng thắn với nhau an toàn hơn trên Internet. Sao?
Ông sợ nghe lén hả? Nhiệm vụ của tôi đến đây là hoàn thành. Các ông tự xử đi nha. Được rồi, để tôi lo. Vấn đề là hiện nay việc kiếm tiền của tổ chức đã đi vào ổn định và phát triển. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là phải làm sao giữ được tiền và làm sạch nguồn tiền đó. Ông làm gì vậy? Tôi thấy tiền mặt xài vẫn được mà. Hèn chi ông Hùng vẫn thường nói, ông chỉ là một thằng đầu nậu ở xứ khỉ ho cò gái. Việc vận chuyển ma túy, chế biến ma túy, phân phối ma túy, thu lợi từ ma túy đã bắt đầu đi vào ổn định. Nguồn thu chính của chúng ta bây giờ là các đầu mối bán hàng ở nước ngoài như Thái Lan, Macau, Lào, thậm chí là thị trường Hồng Kông. Vì chúng ta là nước bản địa, có thể mua tận gốc vật liệu để chế biến. Giá trị của gói hàng khi được vận chuyển tới các nước khác có khi tăng lên gấp 4 lần với giá tiêu thụ tại Việt Nam. Nhưng thực chất, chúng ta chỉ có quyền lực trong thế giới ngầm. Khi đứng ra ánh sáng, chúng ta không có tiếng nói. Thậm chí có muốn bóp cổ mấy cái thằng khỉ gió ăn chặn từng đồng tiền bẩn cũng không được. Vì sao? Vì chúng ta là tội phạm. Tóm lại, khi ra ánh sáng, chúng ta cũng chỉ là con kiến, con gián bẩn thỉu mà thôi. Cho nên kể từ bây giờ, việc quan trọng nhất của chúng ta là phải hợp thức hóa nguồn tiền, để cho chẳng những anh em họ Trương của chúng ta mà tất cả đàn em của chúng ta phải đàng hoàng bước ra ánh sáng, xài những đồng tiền của chúng ta một cách hợp pháp. Khi chúng ta bước ra ánh sáng phải được mọi người nể trọng. Hay, nói hay lắm. Nhưng mà cách nào? Rồi, đủ tiền rồi đó. Tôi đếm 2-3 lần rồi, không có thiếu đồng xu các bạn nào đâu. Nó đi hết rồi hả? Ừ. Đó, thấy đàn em của ông Tài bà Hồng dữ dằn không? Thấy ghê à. Dữ bằng đùi đỏ không? Thôi đừng nói nữa. Hôm bữa tôi cũng bị xử rồi, nhớ tới còn nản à. Nản quá ha. Nói vậy khi được thưởng á, có nản không? Có sợ không? Cái đó khác. Được thưởng mình có động lực mình làm thêm nữa. Ê, mà nè, cuối cùng á, ông Hùng cũng chỉ là cái bóng ma lẩn vẩn quanh đây thôi đúng không? Ông bị khùng hả? Ông Hùng cũng làm những chuyện lớn thôi, cần diễn ra mặt. Lớn hả? Lớn bằng cái việc mà rửa tiền ở đây không? Ê, nói nhỏ thôi, chuyện đó sao tôi biết được. Ông á, là đàn em thân tín của ông Lâm đúng không? Chắc chắn ông Lâm biết ông Hùng đang ở đâu hả? Ông Lâm không biết đâu, chỉ có tôi biết thôi. Ở đâu? Nước ngoài chứ đâu. Nước ngoài là nước nào? Hồng Kông, Singapore, Macau, Lào, Thái Lan, Campuchia. Rồi tôi biết nhiều đó nước đó. Sao ông kể mấy nước châu Mỹ luôn đi? Thì biết nhiều đó nước tôi kể nhiều đó nước thôi. Mà ông Lâm không quan tâm, ông quan tâm chi vậy? Tự nhiên nhiều chuyện vậy ta. Sao hả? Định quay lén à? Em được đường chính chính chỉ mới quay vô em mà. Quay lén gì mà quay lén. Xin chào các bạn, mình là blogger cà chua Chanel trên YouTube. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi dạo một vòng trên chiếc siêu xe độc đáo này. Đây là đại gia chủ nhân của nó. Xin chào. Anh yêu, bây giờ hãy bắt đầu một cuộc hành trình với tên gọi là tia chớp nào.
anh chạy gì mà có 60-70 vậy? Vậy mà gọi là tia chớp. Nhanh lên anh. Cẩn thận nha. Dạ. Một trăm sáu mươi, một trăm bảy mươi, một trăm tám mươi. Ôi trời, cố lên tình yêu, hay quá. Sao hả? Vẫn còn say sẩm chóng mặt à? Trời, cũng hên đó, là tiếp đất an toàn. Tạ ơn trời đất. Anh đi xe chứ đâu phải đi máy bay đâu mà tiếp đất an toàn. Tại em kêu anh lạng lách đánh võng chi? Em nói giỡn thôi, ai biết anh làm thiệt. Ai thách cái gì cũng làm hết. Thì sao, có muốn thách anh gì nữa không? Nè, có tình anh buông em xuống sông không? Không, không, anh đừng bỏ em xuống nha. Vậy thì làm sao có được đi. Anh thả đó. Em đâu có biết anh là người không sợ chết, gan lì, bất chấp mọi thứ đâu. Anh không sợ chết, gan lì, nhưng mà anh không có bất chấp. Cũng may là em còn cầm cái này nè, rớt xuống là tiêu luôn rồi. Kỳ này á mà không được 1 triệu like, em đi đầu xuống đất cho anh coi. Cho cái thằng cà phê ô tô biết mặt, hôm bữa dám không nhận em á. Em tung cái này lên mạng sẽ được nổi tiếng hả? Ừ, tất nhiên, lúc đó anh cũng nổi luôn. Lắm, rất hợp với dáng của em. Nè, à, dạ. Cô là ai vậy? Cô là ai mà tự nhiên vô nhà tôi rồi ngồi trên xe của tôi nữa? Muốn phá hả? Hả? Dạ, 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 xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Cậu lại? Hả? Dạ, tôi thấy nhà đẹp quá, xe đẹp quá, tôi vô tham quan chút xíu à. Thông cảm nghe. Thông cảm cái gì? Cậu đi ra ngoài. Còn cô em, cô em lại đây. Để tôi cảm ơn lại nha, anh đi trước nha. Xin lỗi anh nha, anh đi trước đi. Em lại đây. Thôi được rồi, đừng làm em nó sợ, nó khóc bây giờ. Giới thiệu với em, em trai của anh, nó tên Hào. Anh này làm người ta hết hồn à. Trời ơi, đúng là anh em có khác nha. Nhà lầu nè, xe xịn nữa, còn đẹp trai nữa. Anh cho em đi dạo vòng quanh ở đây, em chụp hình cho mọi người lé mắt nha. Thôi, nói quá rồi đó. Em có nói quá đâu, em phải đăng lên cho mọi người biết để mà còn phấn đấu nữa chứ. Đúng là
Nhà báo nói láo ăn tiền ha, cái gì nó cũng được. Em nói láo hồi nào, không có lửa làm sao có khói, đúng không anh? Mà cùng lắm thì em nói over lên chút xíu thôi. Mà hai anh có đồng ý với em là dân giàu thì nước mạnh không? Đúng. Anh phải công nhận cô em lắm mồm đó. Nè, em cứ đi dạo một vòng đi, anh mượn ông anh của anh chút. Ok, anh cũng tự nhiên như nhà của mình nha. Trời ơi, đẹp quá. Nè, anh còn tiền không vậy? Chi vậy? Thì cho mượn chứ chi. Lấy nhiều? Có nhiều thì đưa hết đi, tôi trả mà. Làm gì túng thiếu dữ vậy? Túng thiếu cái gì? Tôi có ông bạn cũng hợp gu lắm, cũng buôn hàng bên biên giới, cho nên rủ về nhà cho đánh bài từ qua tới giờ. Khổ mày quá, đừng có sát phạt quá đó nghe. Tôi biết mà. Bây giờ ông hãy lo cho con nhỏ của ông đi. Nói với nó là nhà tôi có nhiều chỗ phong thủy lắm, kêu nó chụp hình mấy chỗ phong thủy đẹp đẹp rồi hãy đưa lên báo. Tôi biết rồi, vô trong đi. Tưởng mình mày thích lên báo thôi hả? Tao cũng thích lên báo vậy. Tao sẽ chụp cho mấy cái thứ phong thủy của mày để đăng báo chơi. Anh, hình nhà em của anh á, em gửi lên tạp chí Nhà Đẹp nha. Các tuần sau báo mới ra á. Còn cái clip xe độ này nè, em sẽ đưa lên blog. Tối nay em chuyển link qua điện thoại cho anh luôn hả? Cũng được. Thật ra cái nhà đó nó mới xây thôi, nó còn mấy căn đẹp lắm. Anh có tầng nghe thứ hai, nó có mấy căn biệt thự còn rộng hơn, còn đẹp hơn vậy nữa đó. Em quan tâm không? Dạ có. Anh, hôm nào rảnh á, anh cho em đi thêm mấy chuyến nhóm giày nữa để mở rộng tầm mắt nha anh. Sắp tới hả? Sắp tới chắc anh hơi bận, nhưng mà không sao đâu, có gì anh gọi điện cho. Dạ, cảm ơn anh nha. À, lát nữa anh cho em dừng cái chỗ mà anh hay rước em nha. Nhà em nghe quái tập quá đó hả? Không, nhà em sao bình dân vậy được. Nhưng mà anh cứ cho em dừng chỗ đó đi, em đi bộ về được, không sao hết á. Không sao đâu, để anh chở về nhà cho. Thôi, anh cứ dừng chỗ đó cho em đi mà. Sao vậy? Em sợ má la. Má la? Em nói thiệt chứ bộ. Thôi được rồi, em muốn dừng thì dừng, nhưng mà anh nghĩ má nào dám la em chứ. Anh, dừng chỗ này cho em đi. Dừng lại, dừng lại. Ủa, nhà em là nhà này hả? À không, nhà em gần ở đây nè, cũng cao giống như nhà này vậy đó. Vậy em lên xe đi, anh chở về nhà cho. Thôi, má em la, anh về đi, em tự đi bộ về được rồi. Đi cẩn thận nha. Dạ, bye bye. Okay, anh bye. Chừng nào nhà mày mới bán, để tao mua, tao lòi ra mặt tiền coi. Suốt ngày ở sau lưng nhà mày hoài. Trời ơi, mới đây banh càng rồi hả? Cái trăm đô của tôi á, biết gì cái này mà ăn mì gói bao nhiêu ngày không? Vậy mà kia là đồ hiệu. Đường này á, đồ hiệu cũng banh nữa, dởm.
giữ nó lại. Im miệng. Mày muốn tao cướp cổ mày không? Khôn hồn thì im lặng lại. Nếu không muốn chết. Nếu nó buông tay ra, mày còn la nữa không? Buông tay ra đi. Sao mày đánh tao à? Tụi tao tới đây nhắn lời bà chủ với mày. Sao mày biết bà chủ tao quá? Hứa mày, mày chỉ nghe không được hỏi. Bà chủ kêu mày xóa tất cả các thông tin liên quan tới ông Vĩnh, không được báo công an, cũng như không được tâm sự qua lại đều bám với bất cứ ai. Mày nghe rõ chưa? Đều bám ai? Tao có đều bám ai đâu. Nín, đây là lời của bà chủ. Tụi bay dám dở trò giang ngộ với tao, tôi đưa tụi bay lên mạng hết nè. Mày đưa lên mạng hả? Cái mạng mà cũng không còn đâu. Mày im nghe không? Trả lại cho tao đi. Đồ kiếm cơm của tao. Cơm mày. Lần này là cổ đi thay người, lần sau á người với cổ đi luôn nha mày. Tụi mày là lũ khốn nạn, tụi mày không phải là người. Mày đỡ hả? Mày đỡ hả? Đúng rồi đó, tụi tao không phải là người. Tụi tao không có tên, nhưng tụi tao có hai từ: côn đồ. Côn đồ đó, mày hiểu chưa? Nếu biết kết quả không tốt á thì đừng có làm. Dám làm dám chịu. Có cục mỡ nào mà trong mày ăn không không? Trả cho tao, cúp viên cơm của tao, trả lại. Đốt nhà nó cho tao. Mày, 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 trời chết. Mỡ người ta, lũ khốn nạn, mẹ đi. Của tôi. Tụi mày không phải là con người mà. Lần đầu tiên tôi thấy anh cầm cuốn tạp chí đọc lâu như vậy đó. Bộ có chuyện gì sao? À, tìm coi nhà đẹp của thằng Hảo đang ở đâu. Tìm qua nãy giờ không thấy nè. Chắc là con nhỏ này nó nói láo thiệt rồi. Anh thấy có chuyện gì bất bình thường không? Có gì đâu. Chú mày có chuyện gì hả? Thì mấy con mèo của tôi đó, tự nhiên cái công đuôi bỏ chạy hết. Giống như là có ai đó cấm tụi nó không cho tới gần tôi vậy. Chắc mấy bà già của chú dữ quá làm tụi nó sợ. Công đuôi bỏ chạy hết rồi còn gì nữa? Không đâu, tôi đã ra sát hết rồi. Mấy bà không có đủ gan trời để làm tôi mất mặt như vậy. Mấy bà chỉ giỏi ghen tị nhau trong nhà thôi. Còn ra đường mấy bà phải biết giữ thể diện cho tôi chứ. Chào em cà chua. Công nhận là lời hứa của em nó chua thiệt đó nghe. Sao rồi, không thấy nhà thằng em anh nó lên báo vậy? Cái gì? Ông còn dám đòi lên báo công khai qua lại với tôi nữa hả? Nè, sao bữa nay nói chuyện kỳ lạ vậy em? Vậy bây giờ tôi phải nói như thế nào? Cái kẻ đốt nhà cướp của tôi hả? Cái gì mà cướp của đốt nhà? Nè, đừng có nói với tôi là ông không biết gì nha. Nè nè nè, ai đốt nhà, ai cướp? Tôi có biết ai đâu. Nè, em nói rõ hơn coi. Đứa nào mà dám đụng tới bạn bè của thằng Vĩnh này, nó chán sống rồi hả? Ai tôi có biết đâu. Tụi côn đồ chỉ nói á là không có được qua lại với ông nữa. Tụi nó nói còn lần sau á là tụi nó lấy mạng tôi luôn á. Bây giờ tụi nó đốt nhà tôi được kìa. Tụi nó là đứa nào? Nó dám ăn gan hùm mà làm như vậy à? Thôi, tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Tôi nói á là để chỉ cho ông biết thôi. Tôi cũng không có báo công an đâu. Mà ông có giỏi á
thì ông lo xử chuyện nhà của ông đi. Nhưng mà nếu ông là người đàng hoàng á, thì ông đưa tôi vài trăm triệu sửa nhà đi. Nhà cháy hết rồi. Nè, alo. Cái gì nữa? Nhấn số tài khoản của em cho tôi đi. Mà tụi nó trước nha. Nhà em mà không cháy mà dám giở trò cho tôi, đừng trách tại sao bữa sau nó cháy thiệt đó. Trời ơi, ông còn dám nghĩ là tôi nói xạo ông nữa hả? Ông mà nghĩ như vậy á, là không có đàng hoàng đâu đó nha. Đừng nghĩ có tiền á, là muốn làm gì làm, muốn nghĩ người ta sao thì nghĩ. Nhà nó bị cháy thiệt rồi. Anh nghĩ ai dám làm những chuyện này? Tụi nó dám coi mình như con nít gì đó. Bây giờ còn mặt mũi nào ra đường gặp ai nữa chứ? Còn tự nhận anh này anh kia,